Việt Long và chương trình truyền hình thế giới trong tuần kính chào quý vị. Xin chào hai anh Thanh Quang và Nam Nguyên. Thưa hai anh và thưa quý vị, tình trạng giết hại thường dân ở Syria đã trở nên đặc biệt trầm trọng từ hôm chủ nhật và thứ hai khi đạn xe tăng và súng cối của quân chính phủ Al Assad đã giết gần 200 người tại thành phố Homs, là nơi phát khởi phong trào chống chính quyền từ gần một năm nay. Ít nhất đã có trên 6.000 người thiệt mạng ở trên khắp nước Syria từ đó đến nay, trong đó Homs là nơi bị tổn hại nặng nhất, Thưa quý vị, hôm thứ Ba lúc xe tăng tiến vào Homs thì cũng là lúc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov làm việc tại Syria và đã binh vực chính phủ Al-Assad sau khi Moscow và Bắc Kinh phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Thế thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin đặt ra với hai anh là vì sao Nga và Trung Quốc đã đi ngược lại ý nguyện của phương Tây cũng như của khối Ả Rập khi mà họ phủ quyết cái dự thảo nghị quyết đó? À, thưa anh Việt Long, anh Thanh Quang và thưa quý khán thính giả là tôi thấy thế này là đối với Nga đó thì Syria là đồng minh Ả Rập duy nhất còn lại tại Trung Đông của họ. Nga là nước cung cấp vũ khí chính cho Syria và Nga còn có một căn cứ hải quân chiến lược tại Syria ở thành phố Cảng Tartus nhìn ra địa Trung Hải. Cho nên Nga buộc lòng phải bênh vực al Assad bằng mọi giá. Thưa anh, Trung Quốc đó thì không muốn Syria rơi vào vùng ảnh hưởng của phương Tây. Nếu chính quyền al Assad sụp đổ nhờ sự can thiệp chính trị của phương Tây cùng các nước Ả Rập thân phương Tây, còn một điểm chính nữa là hai nước này không muốn phương Tây một lần nữa lại dùng Liên Hiệp Quốc để lật đổ một chế độ đồng minh của họ như đã từng làm thưa anh Việt Long, anh Thanh Quang. Vâng, thưa anh, hôm thứ Ba thì sáu nước vùng vịnh ở trong Hội đồng Hợp tác vùng vịnh Ba Tư đó đã ra thông cáo cho biết họ cắt đứt quan hệ ngoại giao đối với Syria. Thì anh có cho rằng điều đó biểu hiện cho lập trường của hầu hết các nước Ả Rập không thưa anh Thanh Quang? À, thưa anh Việt Long, thưa quý khán thính giả, nói đến các nước Ả Rập thì hội nghị 21 quốc gia trong liên đoàn Ả Rập vào tuần tới sẽ cho ta thấy rõ nét hơn. Sáu nước hội đồng vùng vịnh đã thúc giục hội nghị này đề ra những biện pháp mạnh để giải quyết cuộc leo thang nguy hiểm của chính quyền Anasat. Liên đoàn Ả Rập gồm 22 quốc gia Hồi giáo là kể cả Syria. Thế nhưng Syria bị tạm thời trục xuất hồi tháng 11 năm ngoái vì hành động đàn áp dân chúng. Hôm thứ Hai, thì Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập là ông Nabil El Arabi tuyên bố rằng hành động của Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an đã khiến cho hai nước này mất tín nhiệm đối với thế giới Ả Rập. Rồi khi được hỏi về hành động của Nga tại Syria, đó, thì ông này nói là nước Nga đang trì quản cho Syria bằng cách khuyến dụ Anasat nhượng bộ một số điểm và giảm bớt của tàn sát. Từ những quan điểm như vậy thì tôi cho là hội nghị tuần tới của Liên đoàn Ả Rập sẽ thúc giục hay đúng hơn là thúc bắt Tổng thống Anasat sớm thực hiện kế hoạch chuyển giao quyền hành để tổ chức bầu cử như là Liên đoàn Ả Rập đề nghị thưa anh Việt Long. Nhưng mà liệu ông Anasat có nhượng bộ trước áp lực của khối Ả Rập không thưa anh Nam Nguyên? À, thưa anh tôi thấy thế này là tôi nghĩ có nhiều khả năng là ông Anasat họ ông không có nhượng bộ đâu vì ông ta có sự ủng hộ của nga là chính và trung quốc cũng phụ họa nữa và mới hôm thứ tư thì ngoại trưởng nga còn nói việc của syria phải để cho người syria quyết định ông lavrov kêu gọi các nước có ảnh hưởng với phe chống đối ở syria hay khuyên phe này ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ cho biết là ông al-Assad chỉ định phó tổng thống sẵn sàng nói chuyện với phe chống đối trong khi đó thì damascus tấn công mãnh liệt để làm giảm sức mạnh của lực lượng chống đối Thủ tướng Vladimir Putin cũng phủ họa rằng sự can thiệp của các nước ngoài vào Syria chẳng khác nào là thả một con bò vào trong tiệm đồ sứ Trung Hoa, ý ông nói là tan nát hết. Điều đó chứng tỏ Moscow không bỏ rơi an Trong khi đó, thưa anh, thì Thượng nghị sĩ John McCain của Mỹ kêu gọi Washington nên nghiên cứu việc võ trang cho phe chống đối. Và ở Hoa Kỳ, người ta lo ngại rằng tình hình Syria sẽ biến thành cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa một bên là phương Tây cùng đa số các quốc gia trong khối Ả Rập và bên kia là nga với Iran thưa anh Thanh Quang anh Việt Long à, tiếp theo anh Nam Nguyên à, thưa Việt Long thưa quý khán giả tôi thì tôi có lạc quan hơn đôi chút à, chính quyền Obama nói là sẽ không có chuyện Hoa Kỳ dùng giải pháp quân sự ở Syria hay là võ trang cho phe chống đối mà phải tìm cách khác để chấm dứt cuộc bạo động à, tôi thấy là Washington còn hy vọng biện pháp cấm vận và bao vây kinh tế có thể khiến cho ông Assad phải nhượng bộ. Song song với kế hoạch hỗ trợ và thúc đẩy khối Ả Rập gây áp lực chính trị, bộ ông này phải trao quyền cho phó tổng thống để ở xứ Syria chuyển sang dân chủ. Thưa, anh. thế nhưng mà thưa hai anh và thưa quý vị, Nga và Trung Quốc vẫn bình vực Al Assad trong khi có tin cho hay là ngũ giác đài đang nghiên cứu một kế hoạch quân sự như là một kế hoạch dự phòng trong giả thuyết tình hình xấu nhất để có thể trình tổng thống Obama vào lúc cần thiết như vậy thì mối hy vọng của anh liệu có thành sự thật không thưa anh Việt Long thưa quý khán thính giả nước Mỹ luôn luôn có nghiên cứu dự phòng về quân sự trong mọi tình hình trên thế giới thế nhưng tổng thống Barack Obama đó đã nói Mỹ sẽ sử dụng cạn kiệt giải pháp ngoại giao trước đã và ông cho là có thể giải quyết được bằng phương cách ngoại giao phần nước nga thì cũng phải nể mặt khối ả rập chứ Nga có thể có biểu hiện sau hội nghị liên đoàn Ả Rập trong tuần tới. Trong khi đó thì ở Trung Quốc không có nhiều quyền lợi kinh tế và chiến lược ở Syria, ngay cả ở vùng Trung Đông nữa. Vì thế tôi nghĩ Hoa Kỳ và phương Tây cùng khối Ả Rập đó có thể thuyết phục được Trung Quốc ngã theo phía mình, hay ít ra thì cũng đứng trung lập, tức là bỏ phiếu trắng chẳng hạn tuy nhiên còn một yếu tố nữa mà cần quan sát đó, đó là hành động của thổ nhĩ kỳ là nước thành viên trong khối nato được coi là nơi mà mỹ và châu âu trông cậy để giải quyết vấn đề syria và có làm gì thì làm cũng phải qua istanbul thổ nhĩ kỳ nói sẽ triệu tập hội nghị quốc tế về syria sau hội nghị 21 nước liên đoàn ả rập ta cần chờ xem vấn đề này ra sao ạ thưa. À, anh tôi thấy là ý, ý nghĩ của anh rất là lạc quan thì cũng mong là nó được uh, mọi sự là yên ổn như thế. Dạ Vậy vâng, xin cảm ơn sự lạc quan của anh Thanh Quang và các bên Nam Nguyên đồng thời cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình truyền hình thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.